Bugle, nhạc cụ hơi phát ra do sự rung động của môi trên miệng cốc, là một công cụ tín hiệu quân sự hiện đại, nó có từ khoảng năm 1750. Khi các tiểu đoàn Hanoverian Zezer, bộ binh hạng nhẹ, sử dụng sừng đồng hình bán nguyệt với lỗ khoan mở rộng, được sử dụng bởi Flugelmeister, một quan chức của cuộc săn lùng. Bộ binh hạng nhẹ của Anh cũng làm như vậy, tiếng Đức là Flugelhorn, hoặc sừng, lấy tên là kèn bugle, từ tiếng Pháp cổ bugle, có nguồn gốc từ tiếng Latin baculus, block. Con bọ bán nguyệt ban đầu này được dựng bằng C hoặc D, thường được hạ xuống B bởi một kẻ gian cuộn lại, một đoạn ống có thể tháo rời, từ khoảng năm 1800. Nó đã từng được lặp lại trong hình dạng chiếc kèn, thiết kế của Anh, hai lần cuộn tròn với chuông hẹp, chính thức trở thành năm 1858. Các cuộc gọi lỗi chỉ yêu cầu nốt thứ hai đến nốt thứ sáu của chuỗi hài tự nhiên, các nốt được tạo ra bởi rung động toàn bộ và một phần của cột không khí kèm theo, được viết C cờ, C, E cờ. C, bằng giữa C, nhưng âm thanh thấp hơn, các cuộc gọi được nhóm lại thành cuộc gọi cấp trung đoàn, cuộc gọi thực địa và cuộc gọi thông thường, một số bài quen thuộc nhất. Bao gồm cả bài viết và bài đăng cuối cùng, hầu như không thay đổi kể từ năm 1815, nếu không phải là sớm hơn, các cuộc gọi khác, đặc biệt là các cuộc gọi trường, ban đầu được chơi ở âm vực thấp hơn. Sử dụng âm C dưới trung âm C, hay bậc nhất, hoặc âm cơ bản, danh sách các cuộc gọi bugle chính thức đầu tiên được ban hành vào năm 1798. Sự phổ biến của kèn bugle vào cuối thế kỷ 18 được phản ánh cả trong việc xuất bản nhiều cuộc diễu hành kèn với ban nhạc quân đội và trong việc giới thiệu nhạc cụ trong các vở opera nhẹ vào năm 1810. Joseph Halliday đã được cấp bằng sáng chế cho chiếc kèn phím, hay còn gọi là tiếng kèn Royal Ken, với 6 phím bằng đồng, 5 phím đóng. Một phím mở được trang bị cho chiếc bugle cuộn một lần để tạo cho nó một thang âm hoàn chỉnh 7 nốt. Nó đã trở thành một nhạc cụ độc tấu hàng đầu trong các ban nhạc quân đội cho đến khi được thay thế bởi Cornet ở Pháp, nó lấy cảm hứng từ Overkill, phiên bản âm trầm của nó. Các van được trang bị cho cùng một loại kèn cuộn một lần trong những năm 1820, loại nhạc cụ mới giữ tên cũ là Flugelhorn. Nó được cao độ bằng BB và vẫn là nhạc cụ kèn đồng chính của quân đội lục địa và các ban nhạc kèn đồng, phiên bản soprano và alto trong E, đôi khi được sử dụng với nó. Các công cụ hiện đại hẹp hơn đáng kể về lỗ khoan so với các công cụ trước đó, tiếng kèn vào cũng làm phát sinh các nhạc cụ liên quan ở các dải giọng nam cao, nam trung và trầm. Tên của chúng khác nhau giữa các quốc gia và thường áp dụng cho nhiều loại nhạc cụ, chúng bao gồm baritone, euphonium, và saxhorn, một số trong số đó còn được gọi là flugelhorn. Các nhạc cụ này cũng khác nhau về mức độ mà chúng vẫn giữ được lỗ khoan rộng đặc trưng của bọ xít. Bugle, wind instrument sounded by the vibration of the lips against a cup mouthpiece. As a modern military signaling instrument, it dates from about 1750. When Hanoverian Jäger, light infantry, battalions adopted the semicircular copper horn with widely expanding bore, used by the Flugelmeister, an official of the hunt. English light infantry did the same, the German Flugelhorn, or horn, taking the name bugle horn from Old French bugle, derived from the Latin bucculus bullock. This early semicircular bugle was pitched in CRD, often lowered to B by a coiled crook, a detachable piece of tubing. From about 1800 it was once looped in trumpet-shaped the British design. Twice coiled with narrow bell, became official in 1858. Bugle calls require only the second to sixth notes of the natural harmonic series notes produced by whole and partial vibration of the enclosed air column, written C, G, C, E, G. C equals middle C, but sounding a tone lower. The calls are grouped as regimental calls, field calls, and routine calls. Some of the most familiar, including the Reveille and the Last Post, remain virtually unchanged since 1815, if not earlier. Other calls, especially field calls, were originally played at a lower pitch, making use of the C below middle C, the first harmonic.
are fundamental. The first official list of bugle calls was issued in 1798. The popularity of the bugle horn at the end of the 18th century is reflected both in the publication of many bugle marches with military band and in the featuring of the instrument in light operas. In 1810, Joseph Halliday patented the key bugle, or Royal Kent bugle, with 6 brass keys, 5 closed, 1 open standing, fitted to the once coiled bugle to give it a complete diatonic, 7-note scale. It became a leading solo instrument in military bands until replaced by the cornet. In France, it inspired the Auchinleide, its bass version. Valves were fitted to the same once-coiled bugle during the 1820s, the new instrument keeping the old name flugelhorn. It is pitched in B-flat and remains the principal treble brass instrument of continental military and brass bands. Soprano and alto versions in E are sometimes used with it. Modern instruments are considerably narrower in bore than earlier ones. The valved bugle also gave rise to related instruments in the tenor, baritone, and bass ranges. Their names vary from country to country and often apply to more than one instrument. They include the baritone, euphonium, and the sax horns, some of which are also referred to as flugelhorns. These instruments also vary in the degree to which they retain the bugle's characteristic wide bore.